Sôi nổi hào hứng, lôi cuốn, hấp dẫn là những ghi nhận tại hội thi tuyên truyền phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, vừa được Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức. Những nội dung của hội thi thực sự lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu với hàng trăm cán bộ chiến sĩ, nhân viên và đơn vị kết nghĩa. Trải qua hai phần thi hùng biện và tiểu phẩm, chủ đề về 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, liên hệ trách nhiệm của đơn vị và quyết tâm hành động của cán bộ đảng viên, quần chúng, không ngừng phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cùng tham gia tập luyện và biểu diễn cùng với đơn vị kết nghĩa là tiểu đoàn trinh sát 32 thì em thấy đây là một cuộc thi rất bổ ích, giúp chúng ta rèn luyện để phát huy những phẩm chất làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đơn vị đã thường xuyên giáo dục quán triệt chúng tôi phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân theo nghị quyết 847 trong tình hình mới. Đây cũng là dịp chúng tôi thực hiện công việc giáo dục của đơn vị. Bám sát những chủ trương giải pháp theo tinh thần nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Các đội đã cụ thể hóa sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị, thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, vận dụng nhiều loại hình nghệ thuật sinh động, sáng tạo, hấp dẫn, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Các cơ quan đơn vị đã đầu tư rất kỹ và những tiết mục hội thi rất có ý nghĩa, rất là sâu sắc. Qua đó thấy rõ là cái tầm quan trọng của nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương để cho mỗi cán bộ chiến sĩ, đảng viên của Bộ Tham mưu sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc độc lập tự do của Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực cá nhân để làm ảnh hưởng đến phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, giá trị to lớn của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay. Hội thi còn tạo bầu không khí thi đua sôi nổi rộng khắp chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 và 77 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2023.